Sáng thức dậy sớm xuôi rửa mặt khổ quá, sáng ngồi chiều dữ. Trời ơi trời, hai người luôn á. Tập trung quá. Tắm được mà sao tắm lạnh chết luôn. Ồ vậy hả? Lạnh quá. Nha. Anh răng rửa mặt xong leader còn ngủ. Hôm qua có mua một bịch hành nhẹ, rau rau thơm mới có hành. Giải quyết được chưa mà quay lại kỳ trời. Rồi. Sơ sơ. Đây à? Đây là dưới đây. Nguyên củng nguyên cây luôn, giống giống như cái kẹo vậy. Ngồi cầm ngậm nha. Mình có tí mất. Không sôi rồi. Sôi cái này không sôi. Cứ cả luôn. Gỡ gỡ mì ra đi ý. Họ bán được đấy. Như cái điện thoại của em nằm dưới đây. Đó. Cái này mới là đã nè, tập thể. Không cần nấu theo từng tô từng tô. Xong mì siêu to siêu khổng. Xong mì siêu to. Lấy xúc xích vào luôn, lấy xúc xích vào hết luôn nha. Đẹp rồi, đẹp rồi. Giữ đẹp tới chiều là đẹp à.
Ừ. Ở trên đây nè, lên trên đây là thôi luôn á. Bên dưới kia cố gắng chụp nhiều ếch. Bậy mà. Chăm kìa. Hôm qua chụp được hai con đúng không? Ếch. Con này hả? À. Anh Cường đây nè, anh Cường kêu nói lên chỉnh gắng chụp nhiều nhiều chút. Vì làm lẩu. Chú chui được vào không thì anh có ăn cống. Chú mà chui được vào anh cống. Đi chào chạm nghe. Đồ ăn anh để hết đấy. Giữ nhiệt cho nó ấm. Ấm nóng luôn. Nó đâu có nóng lạnh đâu mà. Hôm tối qua giờ. Không đi hoài mà nó không biết mấy cái vụ này. Để giữ ấm nè. Xỉn thì vô ngủ là gì. Xỉn ngủ. Cụ hay. Nó đâu quan tâm đến nhiệt nhiệt gì đâu. Tâm là đủ rượu để uống hay không. Đúng. Hợp lý. Xỉn rồi đâu biết gì nữa. Lạnh thì lạnh nóng à, nóng thì lạnh lạnh à. Không. Lạnh không? Nóng sao gà lạnh? Em sợ nóng là. Nóng mới cỡ được, lạnh không lạnh cho chùm vô được, nhưng mà đâu lúc nào cũng chùm được đâu. Nói chung cái nào nó cũng. Đấy, đoàn của ta xuất phát. Đi yên lặng chứ. La làng nữa. Nhiều người lắm đâu phải người đâu. Qua trận đất to Phật Cà Lộ. Thank you.
bắt buộc phải ướt rồi. Mà phải ướt mới chết. Ướt cái dầu bọc. Cái gì à? Bắt cá chừng rồi. Đổ máu rồi. Đi nãy giờ được một tiếng rồi. Ủa nãy giờ 8 giờ đó hả? Vâng. Giờ 3 tiếng. Đi được anh này cứ 1 tiếng nghỉ một lần. Nhưng mà tốt nhất là nên đi từ từ thì cứ đứng lâu. Nó đụng bông rồi. Cái bông nó nằm ở trên. Vâng. Ồ vậy luôn á hả? Ba người về Khánh Hòa đứng nhau nè. Thôi. Đây. Đó đây. Đó cái bức tường luôn. Chụp nhà nó mà anh chụp. Anh chụp à? Đấy, chụp đấy. Hiểu hai leader của mình nè ha. À, chỗ đó là xe máy múc sẽ ủi ra tới đó luôn á. Bây giờ mới bắt đầu là đi vào đường xanh này, đường Nguyên Sinh này. Ở chỗ đường xanh á, là từ đó vào đấy. Đó đấy hả? Bây giờ xe múc nó lên tới đó đấy. Ôi, bước vào khu vườn rừng cổ tích. Rừng rồng rêu. Trời, con rêu đó nó phủ trên mấy nhánh cây xuống. Ánh nắng len lét lé lói. Len lói. À. Quên từ len lói. Ở bị đứt độ cao cũng cao gì mà đâu có khoảng rêu gì đâu. Có chứ. Bị đứt cũng rêu mà. Chết sao không gì gì. Đó. Trời sáng đẹp. Cái này coi nè. Trời cái này giờ đúng đẹp luôn á. Nắng nó đang chiếu xuống nè. Nắng đang chiếu xuống à, đẹp ra nên máy sáng chứ. Anh Porter này cũng chuyên nghiệp lắm nè. Trời ơi, cái cây này đẹp đó. Thi qua đấy đi nhờ. Chị vô đi chị. Chụp luôn. Chụp đi, hồi về kết bạn Zalo gửi cho.
Chứ bà xưa đi học không không môn nào không thừa đâu. Ông phải dục lại từ chối không muốn học không? Cô dốc tí này mà bảo là không, nó bị cái che, bị cái trúc cản lại nè, bị cái trúc nè. Qua luôn. Wow. Quay sẵn rồi hả? Cầm ngang. Không biết giờ trước một tuần cho nó quay đâu, nó quay dạ có quay rồi, quay đây được rồi, đi tiếp đi, nó không ngồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Trên đường lên đỉnh Vinh Quang. Ngày đó xe không xa xôi. Mà chung, anh Tú là người chiến thắng. Ừ, làm kia không đi, được kia dễ đi không đi. Chiêu Văn Xin. Đây là anh Tú. Dạ. Người về từ Canada. Ồ, anh đã chinh phục. Quá ghê gớm, lần đầu tiên trekking. Và đây là Cường, người dẫn anh Tú lên đỉnh. Dạ. Yeah. Rồi. Yeah. Yeah. Đang đi đó không biết lên nổi không? Cho tấm xa xa đi. Xa chút. Dạ. Nè. Ừ. Lắc cờ, lắc cờ. Đó. Ok. Ồ, cắm đi để cầm cờ. Tại vì nó mệt nên không biết tại sao. Hôm qua anh chưa dám chụp hình nữa, chờ thì lên chụp hình nữa nè. À đúng rồi đó, đúng là người bạn tốt luôn á. Cường và những người bạn nha. Chẳng qua mình đi sao bạn, mình đi sao một tấm hả? Hay quá, anh em lên tới đỉnh ăn xôi. Chào đi. Chào chào chào. Hello. Hello, hello, hello. Do I know you? Hello, hello, hello. Hello, lên đỉnh rồi đó. Quay phim, quay phim hả? Thì để phỏng vấn hai bạn nữ nha coi. Hai bạn nữ cảm giác lên tới đỉnh là sao? Phê. Phê. Bao phê. Phê. Đâu phê. Phê, thuê. Bao giúp bao phê. Nói không nên lời. Ngẹn ngào không nói nên lời. À, không. Sao nước mạnh lắm, coi kìa. Nước mạnh. Cái này. Cái này đâu. Bây giờ sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vậy. Chụp đi. À, đi giơ tay lên. Đi giơ vậy nè. Có điện thoại dùng sao được. Sau khi vượt suối về trại thì mọi anh em đã thu xếp và chuẩn bị đi xuống. Cuộc hành trình đi xuống thì còn dài khoảng chừng 3-4 tiếng nữa, cho nên mọi người anh em đã chuẩn bị đi xuống. Sau khi cái qua suối thì máy quay mình cũng hết pin và cũng đang tranh thủ đi xuống núi để kịp buổi tối. Cảm ơn anh em đã cho mình một trải nghiệm thật là tuyệt vời. Chúc tất cả mọi người một chuyến đi tiếp theo thật là vui vẻ. Cảm ơn tất cả.